Quý vị và các bạn đang xem video trên kênh YouTube Trải nghiệm vùng cao. Camera Văn Ngân xin chúc cho cô dâu chú rể trăm năm hạnh phúc. Quý vị và các bạn hãy đăng ký ủng hộ kênh để cập nhật những video mới nhất từ Camera Văn Ngân. Chúc quý vị xem video vui vẻ. Kính thưa quý vị, kênh YouTube Trải nghiệm vùng cao hân hạnh gửi tới toàn thể quý cụ ông cụ bà, các bạn trẻ gần xa với một lời chào, lời chúc sức khỏe và lời cảm ơn chân tình nhất. Ở từ thuở ngày xưa, trai khôn dựng vợ, gái lớn gả chồng đã là quy luật tất nhiên của cuộc đời. Hôm nay đây, đôi bạn trẻ đã vượt qua giới hạn của một tình bạn để bước tới một tình yêu chung thủy, cùng dắt tay nhau cập bến bờ hạnh phúc. Nhận được lời mời của gia đình, nhận được tấm thiệp hồng trao tay thắm tình của cô dâu và chú rể, Camera Văn Ngân lại được trở về dự lễ thành hôn của đôi bạn trẻ để ghi lại những khoảnh khắc tuyệt vời và tốt đẹp nhất. Một lần nữa, Camera Văn Ngân xin chúc cho tân chú rể và tân cô dâu trăm năm tình viên mãn, bạc đầu nghĩa phu thê. Kênh Trải nghiệm vùng cao là kênh chuyên quay về các sự kiện trên khắp mọi miền của Tổ quốc. Quý vị và các bạn có nhu cầu quay phim chụp hình để lưu giữ những khoảnh khắc làm kỷ niệm, hãy liên hệ trực tiếp với Camera Văn Ngân qua số điện thoại 034-999-7839. Xin cảm ơn và rất mong có cơ hội được ghi lại những khoảnh khắc quý giá trong cuộc đời của quý khách.
Quý vị và các bạn đang xem video trên kênh YouTube Trải nghiệm vùng cao. Camera Văn Ngân xin chúc cho cô dâu chú rể trăm năm hạnh phúc. Quý vị và các bạn hãy đăng ký ủng hộ kênh để cập nhật những video mới nhất từ Camera Văn Ngân. Chúc quý vị xem video vui vẻ. Kính thưa quý vị, kênh YouTube Trải nghiệm vùng cao hân hạnh gửi tới toàn thể quý cụ ông cụ bà, các bạn trẻ gần xa với một lời chào, lời chúc sức khỏe và lời cảm ơn chân tình nhất. Ở từ thuở ngày xưa, trai khôn dựng vợ, gái lớn gả chồng đã là quy luật tất nhiên của cuộc đời. Hôm nay đây, đôi bạn trẻ đã vượt qua giới hạn của một tình bạn để bước tới một tình yêu chung thủy, cùng dắt tay nhau cập bến bờ hạnh phúc. Nhận được lời mời của gia đình, nhận được tấm thiệp hồng trao tay thắm tình của cô dâu và chú rể, Camera Văn Ngân lại được trở về dự lễ thành hôn của đôi bạn trẻ để ghi lại những khoảnh khắc tuyệt vời và tốt đẹp nhất. Một lần nữa, Camera Văn Ngân xin chúc cho tân chú rể và tân cô dâu trăm năm tình viên mãn, bắt đầu nghĩa phu thê. Kênh Trải nghiệm vùng cao là kênh chuyên quay về các sự kiện trên khắp mọi miền của Tổ quốc. Quý vị và các bạn có nhu cầu quay phim chụp hình để lưu giữ những khoảnh khắc làm kỷ niệm, hãy liên hệ trực tiếp với Camera Văn Ngân qua số điện thoại 034-999-7839. Xin cảm ơn và rất mong có cơ hội được ghi lại những khoảnh khắc quý giá trong cuộc đời của quý khách.
và các bạn đang xem video trên kênh YouTube Trải nghiệm vùng cao. Camera Văn Ngân xin chúc cho cô dâu chú rể trăm năm hạnh phúc. Quý vị và các bạn hãy đăng ký ủng hộ kênh để cập nhật những video mới nhất từ Camera Văn Ngân. Chúc quý vị xem video vui vẻ. Kính thưa quý vị, kênh YouTube Trải nghiệm vùng cao hân hạnh gửi tới toàn thể quý cụ ông cụ bà, các bạn trẻ gần xa với một lời chào, lời chúc sức khỏe và lời cảm ơn chân tình nhất. Ở từ thuở ngày xưa, trai khôn dựng vợ, gái lớn gả chồng đã là quy luật tất nhiên của cuộc đời. Hôm nay đây, đôi bạn trẻ đã vượt qua giới hạn của một tình bạn để bước tới một tình yêu chung thủy, cùng dắt tay nhau cập bến bờ hạnh phúc. Nhận được lời mời của gia đình, nhận được tấm thiệp hồng trao tay thắm tình của cô dâu và chú rể, Camera Văn Ngân lại được trở về dự lễ thành hôn của đôi bạn trẻ để ghi lại những khoảnh khắc tuyệt vời và tốt đẹp nhất. Một lần nữa, Camera Văn Ngân xin chúc cho tân chú rể và tân cô dâu trăm năm tình viên mãn, bạc đầu nghĩa phu thê. Kênh Trải nghiệm vùng cao là kênh chuyên quay về các sự kiện trên khắp mọi miền của Tổ quốc. Quý vị và các bạn có nhu cầu quay phim chụp hình để lưu giữ những khoảnh khắc làm kỷ niệm, hãy liên hệ trực tiếp với Camera Văn Ngân qua số điện thoại 034-999-7839. Xin cảm ơn và rất mong có cơ hội được ghi lại những khoảnh khắc quý giá trong cuộc đời của quý khách.
để đáp lại tình cảm yêu mến của toàn thể quý cụ, quý ông, quý bà, cô chú, chú bác và các bạn trẻ nam nữ thanh niên của chúng ta đã không quản ngại đường xa xa xôi, mang một chút nắng, một chút gió, một chút tình thương và bụi đường trở về chung vui với hai bên gia đình chúng tôi trong buổi trưa hôm nay. Và giờ khoảnh khắc tuyệt vời và hạnh phúc này sẽ được nhân đôi, thì ban chúng tôi cũng trân trọng kính mời chú rể Văn Thủy sánh duyên cùng cô dâu Thương Thảo cùng đại diện hai bên gia đình sẽ trở về với trung tâm sân khấu chính để ra mắt tất cả thể quý vị quan viên khách quý trong buổi trưa hôm nay. Một lần nữa trân trọng kính mời. Vâng, của thật đúng là mấy lâu ngày đợi đêm mong, và hôm nay toàn hội đợi chờ ước mong, hôm qua đón cánh thiệp hồng, hôm nay hai họ ta cùng hân hoan và lời ca tiếng hát ngân vang để chúc tinh chị vượt loạn sương bay. Dạ vâng, kính thưa toàn thể quý vị quan viên khách quý ta thân mến, của thật đúng là nước biển mênh mông không lâu đầy tình mẹ, mây trời lồng lộng không phủ kín không cha, tân tảo sớm hôm mẹ ui con khôn lớn, mang cả tấm thân gầy cha che chở đời con. Ngày hôm nay ngày vui, ngày hạnh phúc, ngày trọng đại của đôi bạn trẻ sẽ không thể thiếu được những công ơn sinh thành dưỡng dục của những bậc làm cha và làm mẹ. Thì ban chúng tôi cũng trân trọng giới thiệu về phía phái đoàn của hoa nhỏ gái có bác Kỳ Thị Tiên, đó chính là thân sinh của cô dâu Hương Thảo, sẽ cùng trở lại với trung tâm sân khấu chính để đứng cạnh với người con thân yêu của mình. Trân trọng kính mời. Dạ vâng, ban chúng tôi cũng trân trọng giới thiệu về phía phái đoàn của họ nhà trai có bác Lò Văn Tiêu và bác Hà Thị Định, đó chính là thân sinh và phụ mẫu của chú rể Văn Thủy. Chúng ta sẽ cùng nhau khẩn trương trở về với trung tâm sân khấu chính để giây phút đại lễ vinh quy của đôi bạn trẻ sẽ được diễn ra đúng giờ. Xin mời. Dạ vâng, một lần nữa trân trọng và kính mời đại diện hai bên gia đình chúng ta sẽ cùng nhau tiếp cận sân khấu để giây phút đại lễ của đôi bạn trẻ của chúng ta sẽ được diễn ra. Trân trọng kính mời. Hôm nay Hương Thảo đã lớn lên đi xây hạnh phúc bên người mình yêu.
cha mẹ ơi sớm tối trưa chiều những điều dạy bảo là điều con mong. Dạ vâng, ban chúng tôi cũng trân trọng kính mời một vị đại diện của gia đình họ nhà trai sẽ có đôi lời cảm ơn cảm tạ tới toàn thể quý vị quan viên khách quý có sự hiện diện tại trung tâm bất tiệm trong buổi chiều nay. Trân trọng kính mời. Dạ vâng, xin mời đại diện của gia đình họ nhà trai cũng như là họ chàng gái của chúng ta sẽ cùng nhau lên sân khấu để có những lời phát biểu cảm ơn tới toàn thể quý vị quan viên khách quý trong buổi chiều nay. Trân trọng kính mời. Alo. Xin nói khai khởi cờ số tang là Tây Ân sóng phái. Bài cờ rất vinh dự để má dự làm cưới mi số mi bún bồ sóng làn hao cờ nhớ mà cả bàn. Ai khỏi cửa lại diện tang nhân trai còn cho tôi khỏi cửa so phép ơ mũ lẩu ban khẩu so phép điều ván hiền ban xã đội trưởng chào ban bí thư chào quảng cán bộ trang tánh làm hương ơ khai cửa nham chảo khẩu làng qua cửa xem bón bả lúng sầu để kín tó bảng tó khoáng có bơ mi bóng đàn nè bơ mi khẽ là hai bà đi bà chầm bà nằm bà hôi ơ xin cửa trăng xính mạng bà chà nằm mũ lung phúng tà bà chầm bê đây. Ơ sống phí hăng sám phí cái và tăng phú gia đó cử. Ơ yếu nhiều chiều nội người trong biếng xí ý biếng sống nông biếng bì kính bà mẹt bà bè tế ô hà nả phá hà tà mắn. Nên cả chăng ơ mơ cũng lấy cũng xó trong món chảo lung chảo tà trong món mũ lung phúng tà cả chăng bán rung bóng hà. Ơ cả vùng sống khá khá tốc lâm ngăn phường khẩu trong món bả lung chảo cả đầy chín đầy dươn. Ơ mà táng có mi xuân bùa tay hùa mi xuân bao chẳng sinh bền hên nà mi ón nòi ỏi hạc ơ chẳng này ta xảy mong ư ta vừa ma liang chẳng liang súng chung nhá xong đúng phật trai chẳng nhớ biên lan chẳng bám biên chủ sủ biên báo biên xào nên sao có chẳng ơ khẩu chẳng mó giáo tàng khảo le chàng xe hù khắp chẳng mong quẩy cò lại chẳng mong quay cò hù chính phủ có bó sòn lưng không chào sọc bền cán bộ tiệm sổ lắp tà xíu hò phù hò mía chẳng lắng. Nhìn sợ trắng này mang men kén quam. Ơ sợ trắng này ổ chàn chu bên nhắn nát mặc chu bên nhắn nhiều sóng nhiều sướng tay hương có bòm. Ơ tay hương bòm tên chủng có sướng bò bè ơi sợ trắng mặc cằn nặng hương mương sướng cằn bồ mương nhớ bù. Sợ trắng này quam chu chẳng cưng su ảo này quam báo quam xào chẳng cưng su bò su mè xác bón bò mè à em su khỏi cửa tên cưng chắc đạc tà nà cái đặc xiếng đặc mò. Tìm cái cò cả nà cái cò xào hùa chào hùa có cò sủ cò mạc ứng nước tờ nửa sẽ cử cắm bàn sai lại bàn nằm tê ô hùa hương bàn phả tó ló hương bàn hồng ngưỡng con tìm ngưỡng bàn phương na khẩu trài sẽ lại bàn lúa môn bò son bàn lát đi ta chung khỏi cửa khửng bó kén đèn bó khơi bó chữ bà khiếu tông bó chữ lòng khiếu cấu bó chữ bì nồng tê cấu tê lặng ơi xin cả trang bày dệt cúp sắc cẩu dệt mẹ tàu già vòng sáu mứ mổ bay khải hó lồn điền chèn quam chú chào đúng chào tà. Ơ chẳng bón đông tà, cả chẳng hàng chẳng bánh. Chẳng cái của hả má, cái lại hả khửn ủng dê xào dê đu tê hoa tê xưng. Khải má nhám xí phỉ đi bá ư. Chẳng bón phú già xung khỏi cả chẳng kiếm má lại sắc sùa hùa ngám lộ ngủ phú má. Ơ má nốt má phương hả chảo lung chảo tà. Tàm này tàm đi tàm mi tàm men nắp cả chảo mi. Ơ hùa cái nà hàng bà xong. Ó cái tò nổ khóa ó bà tò cẩn sầu mà nộp móc phương là chảo lúng chảo tà cả chẳng cái chó biết khứ bà bú già xung khỏi cửa xe đẹp kẹp cung có mỹ xiang hẳng hay cả chẳng bà bú già tà nai cả chẳng sạt đèn sứ hà sạt đèn pha xú xú hảo bền đồi xiang đồi thú bền cù xiang cù kim ma xiang mà nỉ hà lại mưa đi bên chăn mưa sàn bên chép mưa lẹp chép ngam bị chơn vườn mà ơ ải bú em già ải tà em nai cả chẳng sạt đèn sứ hà sạt đèn pha xú hả ơ ai cửa hà lại vừa đi chớ chăn ơi quảng cáo quảng mới ở pin nòng sòng bản sám na sòng hiền sám xá hạt banh và cả thái long lừa sửa đi ơi mà tủm mắt tôm mà bao lù sòn làn khỏi của bao mi qua ngần xưa sáu thay mặt tây hương sòng phái gia linh thứ nhất là chúc hậu phố mi lù tàu hảo hàn mầm dân mi lù ninh trai hàn trần hàng cắn đấy là đó thứ sòng má khỏi cửa chúc hậu sòng phái chúa hơn và cả hảo cả hàn mặn dân thứ xa má má khỏi cực chúc ở pi nồng lái hiền lái xá và cả mặn cả dân dân muốn pi sen khẩu dân kính lầu xá loan ngang lùm áo lơi nha pi nồng nha cảm ơn mẹ đó tổ mưu chiều phong con mẹ ơi. Dạ vâng, xin cảm ơn những lời phát biểu rất chi là ý nghĩa vì đại diện của gia đình họ nhà trai
là vấn đề đáp từ với gia đình họ nhà trai, thì ban chúng tôi cũng trân trọng kính mời một vị trưởng đoàn của gia đình họ nhà gái cũng sẽ có đôi lời đáp từ với gia đình họ nhà trai. Trân trọng kính mời. Hay là phải có sổ phép về chú côn mũ đảo quan khẩu lô lán chú côn được các bà khai khỏi cửa cái tăng là tăng phật chất phật chất phật nhiên phát biểu kỳ quát có trên lò cây của trong bón phóng phái có về đó có nam châu cổ lắm đó có kim chú nằm con nằm me nằm bàn nằm quáng nằm lu nằm đan nằm nó nằm ta nằm lu nằm ta trên nó có biết phóng nằm le thế là hai nằm nhìn có hai mấy trăm năm nằm cũng cuốn khai mở khai cờ trong là có mẹ đó có nhớ mi là bún đúng nào bún tá lướm nấm chè bé cốm trên cửa nhân này đó là nhú bụt quần khoa chú ba đồng sai đó là thế o bên đôi nhiên đôi trai là bên mà ngái mà cả ban có mẹ điện tích to bùa to mông hoa phá tín phá mưa to sổ niu cây ngái mà cả ban ơi nhắn biên đuôi sau cái yên sức đuôi xuống bên bà sau cái sức bà ơi mà tôi có mẹ cái hả ngất xin cái xong rồi phổ biến sau đó có báo mừng ngoài của lại sáu mức quay của ế ba cờ của mình số bên bùn cái mỡ là tại nguồn te cái cờ cho trong cũng không lấy bé bay cũng nhìn đi qua nhìn qua bay má của mắc men kén quan cắn phải trai đó cờ lu phải trai đó cờ để quan chủ cứ cho áo có máu có sao được cứ sức có sức về tiền này tài xú trên cờ qua mẹ đó cờ còn piang chuyện gì cờ chứ à biết tôi lấy cái tin lấy tin tới có màng thằng cái có sợi cho tao có cũng có cái sủ cái mặt xin mới qua trên sập cờ nhân tăng phú tăng nhà sập cờ nhân để mai ỉn mất qua mai dừng mới làm mất khám mới lê tăng nhân trần giàu kẻ nhất trí xin mới cái răng ba si bị đi cờ chân phải hạ để mới đi chơi chân mới bón bên đi tăng phú tăng nhà cờ chân kiếm mai hạ lại cam hoa của nó mà lục bên phơi mi họ cũng tổ quá họ bá to khẩn sầu mi bằng mi dưỡng trường piêng mà lục bên phơi xin xin khỏi tăng nà tăng tự nhiên được có sốt chơi khay tu quảng ngang tu âu bên nào bên tu tàu bên tu đẩy tu khay bên khay tu quảng ngang tu âu bên đó bé khay có khỏi ý có vụ ý kiến này khay là tôi sốt sám con chúc hở qua mẹ cháu kế chú con ơi xúc khỏi là chồng phái là ải nong nho mưa ở lại nhiều kéo kia ở lại con cây cỏ cắm sáu bò mái bê bản quăng chú con hạt bên phải bè mang cán mất tủng mất cua xong phái chú ấn xúc khỏi muốn mương nặng cây cỏi cỏ sốt chờ cây bò mê học kế chú con đâu hạt bên mất bản mất cua mà có phân ở ở xong nán xúc khỏi mi những lại trai chân xếp là chút khỏi sụp chân cái là cái hạt bánh của mẹ mới là nhỏ bao tròn trong cho chút khỏi đó là cả khỏi so cả chút bơ hở của mẹ chú quân hậu hắn thảo kế mà dương nhưng được hai vì gì hai khẩu để kín hết được hết lán hâu để hết lưu hết lán hâu để ai bón này nơ của mẹ nơ hảo nơ của mẹ nơ tổng bước chế bóng xin nhỏ của mẹ xin cảm ơn những lời phát biểu rất chi là chân tình và ý nghĩa về phía đại diện của hai bên gia đình. Thì ban chúng tôi cũng xin thay mặt cho hai bên gia đình xin cảm ơn sự hiện diện của toàn thể quý cụ, quý ông, quý bà, cô chú, chú bác và các bạn trẻ nam nữ thanh niên của chúng ta đã không quản ngại đường xá xa xôi, mất chút thời gian công việc và ngọc và thì giờ quý báu của mình trở về chúc vui với hai bên gia đình chúng tôi trong buổi trưa ngày hôm nay. Một lần nữa ban chúng tôi cũng xin chân thành cảm ơn toàn thể quý vị. Dạ vâng ạ, xin cảm ơn tới toàn thể quý vị quan viên khách quý. Thì gia đình chúng tôi, hai bên gia đình sẽ có một chén rượu nồng để gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất đến sự hiện diện của toàn thể quý vị. Xin mời toàn thể quý vị chúng ta sẽ cùng rót ra một chén rượu thật đầy và nâng chiếc chén của mình thật cao lên và cùng nhau rô thật lớn toàn thể quý vị ơi. Cứ sang là thầy cứ sang là đại diện tăng cú tăng già cứ sang tăng tả tăng nay để chuẩn bị chén lẩu họ một chút vào phò mè pinong cái các sòng bạc sắm na lại huyện lại xã hàng phanh phái bìa bác cản thấy lắm nữa sở đi bị ô kiểm một kẻ tròn họ buồn đằng tay hơn mà đi thầy tay hơn cứ nhắm mi chén lẩu họ mừng chúc nhau ở tích lại phò mè pinong hơi thầy sáu kính bên tích lại phò mè pinong hơi quang hải tài nhau chén lẩu súng khuyển phò mè ơi chén lẩu ăn mà chưa đi cuốn bay ơi còn ăn lẩu hải lâu lẩu ăn mà chưa lâu chuẩn bị lẩu ăn một hai ba
họp chúc mày một tình chung một khắc nghĩa dài trăm năm. Hôm nay kết tình thông gia, tình sâu hơn nước hồng hà cửu long. Thì ba chúng tôi cũng xin chúc cho mối tình thông gia của hai bên sẽ mãi mãi bền chặt tựa keo sơn. Chúc cho đôi bạn trẻ của chúng ta được trăm năm hạnh phúc. Dạ vâng, kính thưa toàn thể quý vị quan viên khách quý của chúng ta thân mến, và tiếp nối chương trình ngày hôm nay, ngày vui, ngày hạnh phúc nhất của đôi bạn trẻ, thì những người, những đấng sinh thành, những bậc làm cha, những bậc làm mẹ, những bậc làm anh, làm chị sẽ có những món quà giá trị về cả vật chất lẫn tinh thần sẽ cùng gửi tới đôi bạn trẻ, cùng chúc cho đôi bạn trẻ của chúng ta được trăm năm hạnh phúc. Sau khi tiếp nối chương trình thì xin mời món quà của gia đình nhà trai, xin mời bố mẹ của chú rể sẽ lên ra trao quà cho hai người con thân yêu của mình. Trân trọng kính mời. Xin mời kính thưa quý vị quan viên khách quý thân mến, thật đúng là công cha thì như núi Thái Sơn, mà nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Mà dù cho biển rộng bao la, làm sao sánh được mẹ ta giữa đời. Mà dù cho núi Thái cao vời, làm sao sánh được một đời ơn cha. Một tràng tay thật lớn để cùng chúc mừng hạnh phúc cho con dâu và chú rể quý ơi. Món quà của bố mẹ chú rể sẽ đã trao quà cho hai con của mình trong buổi chiều nay. Tiếp nối chương trình thì xin mời gia đình cô Hiền sẽ lên trao quà cho hai cháu của mình. Trân trọng kính mời. Dạ vâng ạ, rất chi là nhiều những món quà giá trị về cả vật chất lẫn tinh thần mà những người thân yêu nhất đã và đang sẽ có những món quà gửi gắm cho đôi bạn trẻ, sẽ cùng chúc cho đôi bạn trẻ của chúng ta được trăm năm hạnh phúc. Của gia đình chú Trường. Xin mời món quà của gia đình chú Trường. Sau món quà của gia đình chú Trường sẽ là món quà của gia đình cậu Đoàn sẽ nên trao quà cho hai cháu của mình. Trân trọng kính mời. Xin mời món quà của gia đình cậu Đoàn sẽ cùng gửi tới hai cháu của mình trong buổi trưa ngày hôm nay. Và sau món quà của gia đình cầu đoàn sẽ là món quà của gia đình cô Soan sẽ đem trao quà cho hai cháu của mình. Trân trọng kính mời. Rất chi là nhiều những món quà đúng không ạ? Món quà giá trị về cả vật chất lẫn tinh thần mà những người thân yêu nhất đã và đang gửi tới đôi bạn trẻ sẽ cùng chúc cho cô dâu và chú rể của chúng ta được trăm năm hạnh phúc bạc đầu viên mãn. Xin mời món quà của cô Soan. Xin cảm ơn món quà của gia đình cô Soan đã cùng gửi tới hai cháu của mình. Và tiếp nối trình xin mời món quà của gia đình chị Mai sẽ trao quà cho hai em của mình. Trân trọng kính mời.
đã quý vị dành một tràng tay thân lớn để cùng chúc mừng cho cô dâu và chú rể của chúng ta được không ạ? Xin cảm ơn những tràng pháo tay của toàn thể quý vị đã cùng dành tặng cho đôi bạn trẻ cũng như đại diện của hai bên gia đình trong buổi trưa hôm nay. Dạ vâng, xin cảm ơn món quà của chị Mai. Và liên tục chương trình thì xin mời món quà của gia đình nhà gái. Dạ vâng, xin mời bố mẹ của cô dâu sẽ lên đặt trong quà cho hai con của mình. Trân trọng kính mời. Xin kính lại bố mẹ bên ông bàn cuống tôi kính cho mắt toàn cưới mini cứ sang bên nhà cổ phú bên to bên me bên ải bên êm cầm với biết trường lành xanh hùng biết trường cả vùng sống khá hời đồi phía mỡ chúc nho hời đồi với biết mỡ cửa nhắc buồn khuôn mới nà biết đủ nhìn trai bày buồn đen tên xính sau kính mấy kênh lại bà mẹ bên đồng hát tối mưa chiều quang sông nhớ từ đừng chúc mừng hạnh phúc của đồi phía mỡ bà mẹ bên đồng ơi. Chương trình thì xin mời món quà của chị dâu chị Nhung sẽ lên trong bàn cho hai em của mình. Trân trọng kính mời. Chị dâu chị Nhung đã cùng gửi tới hai em của mình. Và liên tục chương trình thì xin mời món quà của gia đình cô Lạ, cô Lạ sẽ lên trao quà cho hai cháu của mình ạ. Sau khi mấy tiếng này bà mẹ bị nồng hâu tối mưa chiều bọn sẽ nhớ cho mức hạnh phúc ở đời của biết bà hát bà mẹ bị nồng ơi. Dạ vâng ạ, xin cảm ơn món quà của cô Lạ của chúng ta đã cùng tới hai cháu của mình trong buổi trưa nay. Dạ vâng, còn rất chi là nhiều những món quà khác nữa nhưng thời lượng của chương trình thì không cho phép, thì sẽ trao cho cô dâu và chú rể của chúng ta trên thủ tục trên nhà. Dạ vâng ạ, tiếp nối chương trình thì xin mời các bác các bà chúng ta sẽ trở lại với những mâm tiệc của mình để nhận lại những lời chúc tốt đẹp nhất về phía toàn thể quý vị quan viên khách quý trong buổi trưa nay. Trân trọng kính mời. Còn cô dâu và chú rể của chúng ta sẽ cùng nán lại một ít phút ạ. Xin mời đôi bạn trẻ chúng ta sẽ cùng tiến lên một bước ạ. Sẽ quay mặt vào nhau, sẽ trao cho nhau kỷ vật thiêng liêng, đó chính là cặp nhẫn cưới. Trân trọng kính mời. Dạ vâng, kính thưa toàn thể quý vị quan viên khách quý thân mến, có thật đúng là chiếc nhẫn là một vòng tròn không có điểm dừng lại. Chiếc nhẫn là một biểu tượng của tình yêu, là niềm hạnh phúc trong ngày lễ kết hôn vô cùng trong đại này. Sau khi đeo chiếc nhẫn vào ngón tay áp út, nơi mạch máu trái tim luôn luôn chảy xiết, họ sẽ chung sống với nhau đến sang long bạc đầu, trọn đời hạnh phúc. Xin mời tề hậu trường dành một tràng tay thật lớn để cùng chúc mừng nhau. Vâng, tiếp nối chương trình thì xin mời cô dâu của chúng ta sẽ trao cho chú rể. Dạ vâng, giấc này anh dành tặng em, ân trời đã định kết duyên đôi mình. Em trao nhẫn cưới chung tình, mà kể từ đây hai đứa mình có nhau. Dạ vâng, xin cảm ơn đôi bạn trẻ của chúng ta đã trao cho nhau kỷ vật thiêng liêng, đó chính là cặp nhẫn cưới. Dạ vâng, liên tục chương trình thì ngày vui, ngày hạnh phúc, ngày trọng đại, ngày lễ vô quy thành hôn, đại lễ hợp hôn thì sẽ không thể thiếu được hôn đúng không ạ? Dạ vâng, ngày hôm nay thì ngày hạnh phúc, ngày trọng đại của đôi bạn trẻ thì ban chúng tôi cũng sẽ xin mời cô dâu và chú rể của chúng ta sẽ thể hiện tình yêu của mình bằng hành động cụ thể. Chú rể của chúng ta sẽ trao cô dâu một nụ hôn được không ạ? Được đấy ạ. Và cô dâu của chúng ta sẽ cho chú rể hôn đúng không ạ? Vâng. Xin mời các bạn trẻ của ta sẽ cùng quay mặt vào nhau ạ.
Và để một đồ lô thực hành công nhất thì bạn của chúng tôi xin phép được hỏi chú rể. Chú rể của chúng ta sẽ cùng có thể bật mí cho những người làm chương trình chúng tôi biết một chút. Chú rể của chúng ta đã yêu cô dâu được mấy năm rồi ạ? 4 năm rồi. Wow, 4 năm, một khoảng thời gian cũng không ngắn mà cũng không dài. Từ cho đôi bạn trẻ của chúng ta xây dựng hạnh phúc và đã đứng trên sân khấu này đúng không ạ? Và trong khoảng 4 năm đó thì chú rể của chúng ta đã được hôn cô dâu nhiều chưa ạ? Không đếm được. Không đếm được. Vẫn là được hôn rồi đúng không ạ? Dạ vâng, nụ hôn của ngày hôm qua, hôm kia là hai người dành tặng cho nhau mà thôi. Và tôi xin phép được hỏi cô dâu một chút. À, chú rể của chúng ta đã hôn cô dâu bằng tư thế nào ạ? Đứng hôn hay nằm hôn hay nghiêng ngả hôn, tư thế nào là nhiều nhất ạ? Đứng hôn. Rồi bằng hôn vào đâu ạ? Hôn má. Vâng, ngày hôm nay một nụ hôn đã lên môi nồng thắm sẽ được hiện ra trước mắt cả thể quý vị. Và xin mời cô dâu của chúng ta sẽ cùng đặt tay của mình lên phần cứng nhau, phần cứng nhất của chú rể được không ạ? Phần cứng là ở đâu ạ? Đúng rồi, đó chính là bờ vai, luôn là chỗ dựa vững chắc nhất của người phụ nữ. Và ngược lại, chú rể của chúng ta sẽ đặt xuống phần mềm nhất của cô dâu ạ. Dạ vâng, bờ eo thon thả của cô dâu đó chính là phần mềm nhất. Và chú rể chúng ta lưu ý nhá, MC sẽ đếm từ 1 cho đến 3. Cô dâu và chú rể của chúng ta bắt đầu hôn. Và tôi sẽ đếm từ 3 cho đến 1 thì anh chị mới được rời nhau ra được chưa ạ? Được chưa ạ? Để cho nhiếp ảnh gia của chúng ta quay lại những khoảnh khắc tuyệt vời và hạnh phúc này, được không ạ? Chú rể chúng ta lưu ý nhá. Em xin đếm từ 1 cho đến 3, anh chị bắt đầu hôn. Và tôi sẽ đếm từ 3 cho đến 1 thì anh chị mới được rời nhau ra được chưa ạ? Được chưa? Được. Nào, quý vị ơi, quý vị sẽ cùng đếm theo bàn của chúng tôi nào. Chuẩn bị. Chúng ta tiếp nối chương trình thì xin mời cô dâu và chú rể ta sẽ trở lại với những mâm tiệc của mình để nhận lại những lời chúc tốt đẹp nhất về phía toàn thể quý vị quan viên khách quý trong buổi trưa hôm nay. Sau một kính chuyển lời mời của đại gia đình hạnh phúc nhất trong buổi trưa hôm nay, anh trân trọng kính mời toàn thể quý vị quan viên khách quý của chúng ta hãy cùng nhau dùng bát, dùng đũa và nâng chiếc chén của mình để cùng nhau chung vui chúc mừng hạnh phúc cho đôi bạn trẻ của chúng ta trong buổi trưa nay. Trân trọng kính mời tới toàn thể.